Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên đây các bác một em họa mi xòe siêu vip luôn anh em nhá. Đầu mặt đẹp, bóng bộ ok, lông mới anh em nhá, xòe đếm nan luôn này anh em này. Anh em nhìn đầu mặt này. Lâu lắm rồi mới gặp một em xòe như này anh em ạ. À, hơi cẩu chim nha. Đẹp chưa anh em ơi, chim quá đẹp luôn anh em ạ. Nó đang nhìn thấy mấy con trà màu nó cẩu chim này anh em ơi. Đó. Chuyển đến góc này quay nó dễ anh em nhé. Ui giời ơi, đẹp chưa anh em?
Nhìn quá đẹp anh em ạ. Màu cứ lè lè này anh em nhỉ. À hết rồi. Con này đẹp về cả về bóng bộ anh em nhé. Đẹp cả về đuôi xòe cả về bóng bộ luôn. Đây, đẹp chưa anh em? Đầu mặt đẹp chưa anh em? Đuôi này. Thank you.
em thấy vip chưa anh em? Đủ vip chưa? Bật tiếng ngoại mi nhé cho nó đấu nhé anh em nhé. Em bật tiếng bật tiếng ngoại mi nó mới vẩy đuôi sao anh em ạ. Con này quá vip luôn anh em ạ. Em lại chuyển quay quay cho anh em xem. Hót nhiều quá. Uống nước anh em ạ. Đầu mặt đẹp dã man luôn con chim này. Chân này. Con này cho ăn cám vip vàng nó căng đét luôn, thật sự với anh em luôn. Bạn nào mà bổ kết em họ Mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người nhá.